Chào bạn, tôi là Trang KTT. Tôi là thỏi nam châm tiền. Tôi là thỏi nam châm hút tiền. Tiền gặp tôi là tiền bị hút liền. 24 giờ một ngày cho cuộc sống. Mỗi phút trôi qua là mỗi phút thần tiên. Tôi thích tiền và tiền cũng thích tôi. Tôi quyến rũ tiền và tiền cũng quyến rũ tôi. Tôi và tiền là đôi bạn tốt. Không ai lìa xa dù nửa bước chẳng rời. Tôi làm ra tiền một cách khôn ngoan và trong tâm thế đón nhận sẵn sàng. Tương lai tôi tiền còn nhiều hơn thế, mãi nhân lên, nhân gấp hàng ngàn. Tôi tận hưởng những gì tôi có, tiền vô hạn, nhiều hơn đủ cho mỗi ước mơ. Tôi vui vẻ và hạnh phúc đón chờ, cùng tình yêu gọi tôi phía trước. Tôi háo hức mong chờ tiền vui vẻ, tận hưởng cuộc đời cùng sự khôn ngoan. Tiết kiệm tiền cho tương lai tỏa sáng, đầu tư tiền và lợi nhuận tất cả thời gian. Tiền nhân lên gấp rất bội phần, tôi thấy tiền tái tạo gia tăng. Tôi vui vẻ tặng tiền cho mục đích chính đáng và tận hưởng cuộc đời trên mỗi bước chân. Tài sản tôi thứ tự tuyệt vời, di sản bền vững cho hậu thế đời đời. Tiền đổ xô tìm tôi hơn nhiều các kiểu. Tôi có nhiều tiền và tiền cũng đến chung vui. Tôi có tiền trong tâm trí, trong tương lai, trong túi, trong két sắt, trong tài khoản, trong dự án kinh doanh, trong sự đầu tư và bất kỳ nơi đâu. Tiền gia tăng bất tận. Tôi thích tiền và tiền cũng thích tôi. Tôi vui vẻ đón nhận gấp bội tiền về. Sự dồi dào là những gì tôi có, nhiều hơn cho chính tôi và cho mọi người. Tôi hạnh phúc và cầu mong hơn nữa, tạo hóa ban cho tất cả cuộc đời. Tôi tin yêu và kính mến người, vì người ban tặng tất cả những gì tôi có.